và Thư Thiên. Kính thưa các cụ, con, các bà cùng toàn thể tam quyến, đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Thống Nhất, nơi cụ Hoàng Thị Thiên sinh ra và lớn lên. Hôm nay cụ qua đời, nhận được tin đoàn đại diện cho cán bộ và nhân dân trong thôn có vòng hoa tươi nhắn hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể đại gia đình tam quyến. Sau đây đoàn xin để một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm xong, kính thưa thấy toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ nhân dân thôn Thống Nhất quê nhà, sau khi đón nhận được tin cụ bà mẹ của gia đình anh chị em chúng tôi đã 250 lâm bệnh tuổi già trăm tuổi về với tổ tiên. Với tình cảm này, đoàn đã trở về bên án tiền đặt vòng hoa sân hương phúng viếng và chia buồn cùng với gia đình. Ban cán lễ thay lời gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ Thêm xin cảm ơn quý đoàn. Mời đoàn đốt chút thời gian vàng ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai trở lại tại phòng tan của gia đình chúng tôi ăn chầu nước, tổ chức long trọng buổi lễ di quan tiến đưa an táng cụ bà mẹ của gia đình anh chị em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời đoàn trở ra phòng trà nước, xin trân trọng cảm ơn. Trọng hội đồng ngũ chúng con thay cho lời vĩnh biệt, nguyện cầu mong phong linh hồn có cụ về biển cực lạc Tây Phương. Anh em đồng ngũ chúng con về đây đặt vòng hoa sân hương cầu chúc cho cụ được hưởng ngàn năm du dương nơi Thái Bình. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa đại gia đình tam quyến, anh em chúng con là hội đồng ngũ cùng với con trai cụ là anh Hậu nhận được tin cụ 250 về với tiên tổ. Anh em con có lén nhắc thêm có vòng hoa tươi của cái lên sáng đến để kính viếng hương hồn cụ về nơi chín suối an rất ngàn thu. Sau chia buồn cùng toàn thể gia đình tam quyến, trước giờ phút chia ly vĩnh biệt cụ, anh em con xin một chút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Bằng nhà thằng đế thay lời gia đình các tổ đã lời cho vợ chồng ông An và Hậu Hoa là con trai trưởng dâu trưởng và cụ cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà. Xin cảm ơn các ông các bà đại diện cho hội đồng ngũ trung đoàn 139 tình đồng ngũ cùng với ông Hậu đã về đây đặt vòng hoa viếng quan cụ. Mời đoàn có chút thời gian và ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai đoàn trở lại phòng tang ăn chầu nước sự buổi lễ di quan tiến đưa mẫu thân của ông Hậu được ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời các ông các bà trở ra phòng trà nước để gia đình đón tiếp và cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ người quá cố, kính thưa gia đình tam quyến, thưa ban tổ chức lễ tang, hôm nay anh em chúng cháu là những người anh em của cô Hoa, con dâu của cụ, quê hương Trung Độ, thành phố Yên, nhận được tin buồn cụ đã 250 về quy ẩn tổ tiên. Giờ phút này đây anh em chúng cháu tề tự về đây trước án tiền của cụ với lòng thành kính, chúng cháu xin dâng nén nhang thơm kính viếng hương hồn cụ, cầu mong của kính chúc cho cụ về nơi chín suối được an giấc nghỉ ngàn thu quái vĩnh hằng. Anh em tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng gia đình và xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất để tỏ lòng thành kính trước lúc cụ đi xa. Anh em chúng cháu xin được dành một chút mặc niệm để tưởng nhớ cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhớ cụ ra đi không còn nữa, đoàn về đây dân hương xuất xa tĩnh tâm dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bàn thờ lễ thay lời gia đình các chủ xin ghi nhận lễ viếng của gia đình. Bàn thờ lễ thay lời gia đình các chủ xin ghi nhận lễ viếng của gia đình bác công Y Lốc đã về đây viếng cụ. Mời bác trở ra bàn trà nước, xin trân trọng cảm ơn.
đàn lễ kính tiếp theo ban tang lễ xin chân. Kính thưa cụ Hoàng Thị Thêm, kính thưa gia đình Trang Gia, được tin cụ 250 về già, chúng cháu là nhập chú cùng với con rể của cụ là anh Trinh đi bộ đội năm 1976. Chúng cháu được tin có vòng hoa tươi, có lẽ nhang thơm đến cúng viếng và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến để tưởng nhớ cụ về nơi tiên tổ. Xin phép gia đình đoàn chúng tôi để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ra đi không còn nữa, cháu là Đào Đông ở trại chuối về đây dâng hương phúng viếng cụ và để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm được bắt đầu. Bằng đặng lễ thề gia đình các tổ xin ra vinh nhận ý kiến của gia đình ông Đào Đông ở trại chuối tình bạn hữu cùng với con trai và cụ đã về đây viếng thăm, mời ông trời cho đặc tràng nước, xin trân trọng cảm ơn. Thưa hương linh của cụ, thưa toàn thể gia đình cháu là đôi cùng các con các cháu đi cùng đoàn là gia đình có bà Dĩ là cùng xóm với bà Đào là con gái của cụ có sở lãnh tâm nhang về đây dâng hương phúng viếng và chia buồn cùng với tan gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho gia đình chúng con là đôi cùng các cháu và gia đình bà Dĩ xin để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, gia đình chúng cháu là ương là ích về đây dân hương xuất xa để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa chân đinh của cụ, thưa toàn thể gia đình, anh chị em chúng con ở quê hương phố xuôi, với tình cảm chúng con là tình bạn hữu mật thiết cùng với vợ chồng ông bà Đông là con trai thứ dâu thứ của cụ, khi chúng con nhận được tin cụ nay đã 100 tuổi ra đi về với tổ tiên về nơi cửa Phật, anh chị em chúng con trở về trước di ảnh của cụ dâng cẩn nhang cúng viếng và chia sẻ nỗi đau thương cùng với toàn thể tham gia để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa cho anh chị em chúng con xót xa tĩnh tâm xin để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Để tưởng nhớ cụ ra đi không còn nữa, gia đình chúng cháu là khi là dân cùng các cháu ở khu phố Ba Hàng là những người cháu của cụ về đây dân hương xót xa để dành một phút mặc niệm cụ trước lúc đi xa. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn đặc biệt thế này gia đình các cụ đã lời cho chồng Nam Đào Văn Hậu cùng các con và cụ xin cảm ơn con có bà các bác và kính mời đoàn trở ra thật tràng nước, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa chân linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình cháu là hữu cùng toàn thể các con trai gái rể dâu của gia đình cụ Tiếu, nay nhờ được tin cụ đã 250 tuổi ra đi về với tổ tiên, với tình cảm này đoàn trở về trước án tiền của cụ dâng nén nhang trầm phúng viếng và chia sẻ nỗi đau thương này cùng với tăng gia
để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, cho anh chị em chú cháu cùng các cháu xót xa xin dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thay đền gia đình các tổ đã lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con cầu phụ xin cảm ơn công các bà các bác và mời đoàn tổ chức thời gian bàn ngọc ở lúc 5:45 sáng ngày mai. Đoàn về đây dân hương xót xa tín tâm xin để dành một phút mặc niệm cổ trước lúc đưa xa. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn thân mến, thay lời gia đình các chủ xin ghi nhận ý kiến của đoàn và kính mời đoàn trở ra mặt trận nước xin đa tặng. Cầu chúc cho cụ được hưởng ngàn năm tu dưỡng nơi thái bình. Kính thưa các cụ, kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình hữu chủ, kính thưa bao linh hồn cụ Hoàng Thị Thêm, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin cụ 250 về cùng với tiên tổ. Đoàn chúng tôi về đây là có một số các ông bà, anh chị em, cô dì chú bác, tập thể xóm bãi thôn Đông Nhất là cái nơi chung sống cộng đồng với cụ. Chúng tôi về đây có lẽ hương thơm cây đến sáng trước hết là để kính viếng vong linh hồn cụ và sau đó là có lời chia buồn sâu sắc với gia đình hữu chủ. Vĩnh biệt cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, chúng tôi xin để một phút cầu niệm. Phút cầu niệm bắt đầu. Kính thưa tới tập thể các cụ, các ông, các bà cùng các bác, các chị đại diện cho tập thể tình làng nghĩa xóm, xóm bãi cỏ thôn Thống Nhất, đất mẹ hiền quê nhà. Sau khi nhận được tin cụ bà Hoàng Thị Thêm đã 250 trăm tuổi ra đi về với tổ tiên, với tình cảm tình làng nghĩa xóm đoàn đã trở về đủ đông bên di ảnh cỏ cụ, dân lén nhăn trầm chứng biến và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể các gia. Ban tăng lễ thay lời gia đình các chủ đỡ lời cho chuẩn tứ nam Đào Văn Nam Hậu cùng Đào Văn Đông và các con gái rể dâu của cụ nhà xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị đại diện cho bà con lối xóm đã về đây làm lễ thắp nhang. Mời đoàn có chút thời gian vàng ngọc vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Mong đoàn trở lại gia đình ăn trồng nước để 6:00 dự buổi lễ di quan tiến đưa an táng của bà Hoàng Thị Thêm ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây kính mời đoàn trở ra bàn trà uống nước để gia đình giới chủ đón tiếp và có lời đa tạ cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Về đây là một hoa sen đủ đủ chất tan. Nguyện nhân dân để thay cho lời kính biệt. Nguyện cầu mong văn minh hợp đồng bộ cuộc sống về biển cực lạc Tây Phương. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa toàn thể hội tang. Nhận được tin cụ 250 về cầu tiên tổ, hội cha làng trai tiên, nơi mà anh Đông và anh Hậu là thành viên trong hội, là con của cụ, đã sinh hoạt trong hội. Hội có thưởng nén hương thơm, vòng hoa tươi và cây nến sáng để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với tăng quyến. Kính chúc cụ về với cõi vĩnh hằng ngàn thu an giấc. Hội xin phép được dành một phút mặc niệm
phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa với toàn thể các ông, các bà, các bác, đại diện cho hội trai làng, trai tiên, bỏ quê hương đất mẹ hiền thôn tốt nhất. Khi nhận được tin cụ bà Hoàng Thị Thêm, nay đã 250 trăm tuổi, ta đi về với tổ tiên, về nơi cửa Phật. Với tình cảm này, đoàn đã bất chấp thời gian vàng ngọc trở về trước di ảnh của cụ, đặt vòng hoa tươi, thắp nén nhang trầm cúng kính hương linh của cụ và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tăng thân. Bà tăng lễ thay lời gia đình các chủ nói lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu, thứ nam Đào Văn Đông cùng các con gái rể dâu của cụ xin đa tạ cảm ơn đoàn. Mời đoàn bất chấp thời gian vào lúc 5:45 sáng ngày mai, mời đoàn trở lại gia đình ăn chầu lúc 6:00 giờ buổi lễ di quan tiến đưa của bà Hoàng Thị Thêm ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời xong các bà các bác trở ra bàn trà nước xin trân trọng cảm ơn. Bàn trà lễ trên này gia đình ca chủ xin ghi nhận ý kiến của gia đình bác, mời bác nhà trở ra phòng trà nước xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa chân linh của cụ, thưa toàn thể gia đình, sập vừa ngồi sắp xa nay anh em chị em chúng cháu là nhân tình nhật đức tình làng nghĩa xóm cùng với vợ chồng ông và Đông là con trai thứ dâu thứ của cụ. Nay anh chị em chúng con nhận được tin cụ đã trăm tuổi quy tiên về nơi cửa Phật. Với tình cảm này chúng cháu trở về bên án tiền của cụ tâm nến nhang thơm phục viếng và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương cùng với toàn thể tăng thân. Để dành nhớ cụ trước lúc đi xa, cho chúng cháu xin để dành một phút mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Bằng tổ chức lễ tặng thay lời gia đình các chủ đã lời cho chuẩn tướng nam Đào Văn Hậu, Đào Văn Đông cùng các con gái rể dâu của cụ xin cảm ơn cho và kính mời đoàn trở ra mặt trạm nước xin trân trọng cảm ơn. Đoàn lễ viếng tiếp theo ban tăng lễ xin kính mời là lễ viếng của gia đình cụ. Để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, gia đình chúng cháu đại diện cho các con các cháu của cụ Hòa ở xã Liên Phương về đây dâng hương sức chia sẻ lòng đau thương cùng với toàn thể tham gia. Xin mời đoàn vào đặt vòng hoa làm lễ thắp nhang kính viếng hương linh của cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa toàn thể gia đình tăng quyến, chị em chúng tôi câu lạc bộ phụ nữ thôn Thống Nhất được tin cụ 250 về chầu tiên tổ. Chị em chúng tôi có sửa vòng hoa tươi nén nhang thơm, trước hết là đến kính viếng hương hồn cụ, sau chia buồn cùng toàn thể gia đình tăng quyến để tưởng nhớ hương hồn cụ mãi mãi đi xa về chầu tiên tổ. Chị em chúng tôi xin phép gia đình để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa với toàn thể các bà, các bác, các chị, đại diện cho ban chấp hành, cán bộ, hội viên của câu lạc bộ hội phụ nữ thôn Thống Nhất đất mẹ hiền quê nhà. Sau khi đón nhận được tin cụ bà Hoàng Thị Thêm đã 250 trăm tuổi ra đi về với tổ tiên, với tình cảm này câu lạc bộ phụ nữ thôn nhà đã trở về bên án tiền của cụ, đặt vòng hoa tươi dâng nén nhang trầm cúng viếng và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tham gia. Bằng tăng lễ thay lời gia đình các chủ rất lời cho trưởng nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ xin đa tạ cảm ơn tấm lòng quý báu của đoàn. Mời đoàn bước trước thời gian vàng ngọc còn lúc 5:45 sáng ngày mai, mời đoàn trở lại gia đình ăn chầu lúc để 6:00 dự buổi lễ di quan tiến đưa an táng của bà Hoàng Thị Thêm về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời các bà các bác các chị trở ra phòng trà nước xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Kính thưa sư linh của cụ kính quý, thưa toàn thể gia đình, anh chị em thương cháu, là tình anh chị em với vợ chồng ông bà Đông, là con trai, con dâu thứ của cụ, thật bùi ngùi xót xa khi anh chị em chúng con đón nhận được tin cụ nay đã 20 tuổi về với tổ tiên ẩn bóng nương tựa nơi cửa Phật. Với tình cảm này, anh chị em chúng con trở về đổ đông trước di ảnh của cụ, sở lén nhang thơm chụp nén mỏng tấm lòng thành, nhành quả tươi ngọn nến sáng, để tiểu về đây dâng tuần nhang cúng viếng cụ và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tham gia, để tưởng nhớ cụ trước lúc đi xa, cho anh chị em chúng con xót xa tinh tâm, xin để dành một phút mặc niệm cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Cho chuẩn thứ năm Đào Văn Hậu, Đào Văn Đông cùng các con và cụ xin một phút một niệm cụ, phút một niệm bắt đầu. Bằng tâm ý thầy gia đình các chủ để thần nhớ cụ ra đi không còn nữa, đoàn về đây dâng hương xót xa để dành một phút một niệm cụ trước lúc đi xa, phút một niệm bắt đầu. Xin đã ghi nhận ý kiến của các ông các bà và mời đoàn trở ra phòng chào rất xin đã tạ cảm ơn. Vâng, kính thưa tới toàn thể các cụ các ông các bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Con kính dạy người thôn chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư thiên chư thánh ở khắp mười phương. Con kính đại ngài bản cảnh thành hoàng thổ địa đại phương, ngài nguyễn phương vũ đế năm thần, ngài bản sa đông dù tư mệnh báo thủ thần quân long bạch thần thần tôn thần thị tiền, ngài phản chứ thổ địa phúc chốt thích thần ngũ phương long mạch tiền hậu địa thủ phúc dẫn tài thần đức cai vận sứ hộ thổ linh kỳ nguyễn quân trụ tể tôn thần và các ngài văn quan vũ trưởng thị tòng của chúng ngũ phương chư bà tần cảnh. Hôm nay chúng tôi được tin cụ Hoàng Thị Thêm đã về cõi vĩnh hằng hưởng thọ 99 tuổi. Ngài những người bà con làng xóm với cụ và con cái của cụ tại quê hương thống nhất, chúng tôi vô cùng thương tiếc và theo nguyện vọng của gia đình cũng như của cụ khi còn sống, thì cụ Đông Phương sẽ mời tất cả bà con làng xóm sẽ về đây tụng kinh cầu nguyện cho cụ để cho linh hồn cụ được siêu sinh tịnh độ. Chính vì lẽ đó, hôm nay chúng tôi phải đây có nén nhang thơm thắp hương tỏ lòng thương tiếc cụ và chia buồn cùng gia đình. Sau đây chúng tôi xin tụng kinh để cầu nguyện cho hương linh cụ được siêu sinh tịnh độ, cầu cho gia đình con gái cháu chắc cụ vượt qua nỗi đau mất người thân và sẽ làm xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm no. Sau đây khóa lễ tụng kinh A Di Đà xin được bắt đầu. Thế thầy cung kính rất lòng kính rồng lòng kính nể
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Phật Thân Giáo Chủ Lưu Sa Na.
Đông, thê thiếp là Trần Thị Hoa, Trương Thị Thanh, nữ tử Đào Thị Nến, tế tử Nguyễn Nam Mạnh Đào, thứ tử Đào Thị Ngọc, tế tử Nguyễn Quang Toàn, Đào Thị Hiền, Trần Tiến Trinh, nữ Đào Thị Tuyết, Đào Đoàn Ngọc Diễm, Đào Thị Bích, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thanh, nội tôn Đào Đức Thủ, Đào Thị Khuyên, Đào Ngọc Vinh, Đào Hồng Phúc, Đào Thị Hiển Hồng, Đào Đức Vương, Đào Đức Khải, Đào Thảo Nguyên, Đào Thảo Trang, ngoại tôn Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thị Hằng, Ngọ Quang Tuân, Ngọ Phúc Toản, Trần Tiến Chiến, Trần Thị Hải, Trần Thị Hoàng, Đoàn Ngọc Thợi, Đoàn Văn Duy, Đoàn Thị Thảo, Nguyễn Văn Đạt, cùng đồng gia Nguyễn Hạ Đảng, Tiến Chủ, Chúng Quân, Chí Kính Trang Thành, Thám Hối, Tụng Kinh, Cúng Dàng, Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Chúng, cầu nguyện cho chư Phương An Ninh của Hoàng Chủ Thị Húy thêm mất ngày 27 tháng 6, hưởng thọ 99 tuổi, cùng cho tất cả các chư vị chân linh cao tầng tổ thảo, cao tầng tổ tỉnh, nhất bá huynh đệ vô vi tỉ muội bá thân nhật thích ngũ vị vô danh đảng đảng thẳng linh trùng trùng chuyến thuộc họ Đào, cầu cho các chư vị hương linh được siêu sinh tịnh độ. Chúng con hết nghĩ chân linh sinh trong ngũ dược, dược đam mê bao chuyện tối tràng thắp xuống tiểu thiền, muốn sợ hãi nhiều điều chướng ngại, phòng đỡ phạm tội tăng thiên tăng độc đến tăng cần phần hủy hoạch phan, hoặc quát lần ế chướng ngũ phong phản, tiềm tàng trong đau sơn tiếp thụ. Chọn sinh văn phúng tụng tâm thức thai minh, bằng nguyện được xa nhìn tinh thần giải ngộ, tuân theo lời Phật một câu tụng niệm thẳng đạt ba đời, tôn chữ pháp thiền hai chữ Nam Mô Giảng Oan Nghĩ Thế. Nhân hôm đại gia đình tiến chủ, chúng con ngửa trông Đức Di Đà giáo chủ cùng trầm than tiếp dẫn linh hồn, Đức Địa Tạng Sư Sơ Thích Trượng thai quang địa ngục, Ngài Quan Âm mở nhủ lòng từ mẫn đưa người sinh tới cõi chân như, Đức Thế Chí ra sức biệt tài dẫn kẻ thắp về nơi giải thoát, chốn cực lạc quê hương muôn của quốc thang mây, cảnh trần tam giả tạm nhất thầu quay đầu xé thang. Đại gia đình tiến chủ, chúng con lại nguyện xin thập thiện thiên vương hoan hỷ tổng kệ khai thông, lấy sử ngục cũ tốt đê đầu nghe kinh giải kết, sư tôn chú giả đón linh hồn tới trước và xiên bản thổ thành hoàng, đưa chân sách tới nơi vệ ngọc, nước dương thái tịnh chỗ âm cung hưởng chữ an vui, tôn chú hộ thân nơi tới phủ nghe đều lợi lạc, khi tối chuyển thành thành tâm cẩn bạch. Nam mô đăng quân độ Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đăng quân độ Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đăng quân độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lạy chư Phật thánh hiền, con xin đem hết mọi thiên cung này cầu cho con với muôn loài đều cùng thành Phật, con nay ơn nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Chủ Thị Huy thêm cùng toàn thể gia đình tam gia hiếu, hôm nay nhà chị em chúng tôi là những người hàng xóm láng giềng thân cận với cụ, nghe tên cụ mất, chúng tôi về đây tụng niệm cầu nguyện cho thân linh cụ được siêu sinh tịnh độ, khóa lễ cầu siêu đã được viên mãn. Trước khi chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết kính mong gia đình tổ chức lễ an táng cho cụ ngày mai được vận trường quả phước. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cụ, đại diện cho Phật tử chùa núi, thay mặt ban tăng lễ gia đình cùng tất cả anh em con cháu cụ, hôm nay cụ và mẹ chúng tôi 20 năm về già lại rất vinh dự được các cụ đại diện cho chùa núi về tụng kinh niệm Phật để mẹ và cụ chúng tôi được siêu thoát. Thay mặt gia đình tang chủ cùng tất cả con cháu cụ, một lần nữa
xin cảm ơn toàn bộ các cụ Phật tử chùa núi. Và thay mặt gia đình, xin mời các cụ lui lại làm lễ chuyển chữ cho cụ và mẹ chúng tôi. Và ngày mai cũng như là ban tang lễ của địa phương cũng mời các cụ đưa cụ và mẹ anh em chúng tôi được ngồi ngủ ấm và cũng lập những bài kinh để các cụ chùa núi cầu cho mẹ và cụ chúng tôi được siêu thoát. Thay mặt gia đình và anh em con cháu của cụ xin gửi lời cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Thêm, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em chúng cháu, nhà hàng xóm với bác Đào, với nhà cả anh Giáp, con cháu của cụ nhận một tiên cụ 250 ở với tiên tổ. Anh em cháu có lén nhang thơm chút đẽ ngoạn đến để chia buồn cùng gia quyến. Xin phép các cụ, các ông, các bà cho anh em cháu được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin đón nhận lễ viếng của đoàn. Sau đây xin trân trọng kính mời các bác ở lại tại Gia Cang. Bây giờ cũng đã đến giờ làm lễ. Có tiếng gọi đi nhá. Những câu ca nói về mùa chiếc máu hiếu
để tiếp lời cho tất cả các con của mẹ. Xin được kính viếng nơi cư ngụ của người mẹ vô cùng quý quý, xin kính thương mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ hiền tình thương ơi, mẹ ơi giờ đây đứng trước di ảnh của mẹ, tay các con của mẹ chỉ biết chân thế nhang đỏ mà lệ sầu tuôn rơi. Thương mẹ lắm mẹ ơi, thương mẹ giờ này các con của mẹ chẳng biết làm sao, chỉ biết mượn ngọn kèm tiếng trống của đoàn hồi. Xin được cốt tiếng biệt mẹ với bản nhạc lòng mẹ. Bằng thần lý thầy lời tiết tăng xin chân trọng kính mời đoàn đại diện tiếp theo là của toàn thể chúng cháu tình bạn hữu để thắp nhang xin chân trọng kính mời. Kính thưa thân anh của cụ thánh quý, thưa toàn thể gia đình, chúng cháu đại diện cho các cháu ở quê hương hội chợ Long Biên
tình mật thiết cùng với các con, cùng các cháu và cổ. Nay nhận được tin cổ ở nơi quê nhà đã xa đi về với tổ tiên, vì điều kiện đường xa xa xôi tàu xe cách trở, vì công việc giờ các cháu mới trở về được di ảnh của cụ. Sở lễ nhang thơm thuận đến mỏng tấm lòng thành cũng lý cụ và bày tỏ lòng chia sẻ giữa đất thương cùng với toàn thể thân ra để thần nữ cụ thức đốc đi xa cho chúng cháu xin để dành một phút phỏng niệm cụ. Phút phỏng niệm bắt đầu. Các lời chân chuẩn nam Đào Văn Hậu cùng các con trai gái rể dâu của cụ nhà xin trân trọng cảm ơn vần và mời các ông các bác trở cụ đi trong cảnh âu sầu mà để thương để nhớ để sầu cho cháu con. Thank you.
Thank you.
Kể từ khi cụ lâm trọng bệnh,
cụ đã được các con, các cháu cùng dòng họ nội, họ ngoại và con dân làng hàng xóm, họ nội họ ngoại, dòng họ hàng hàng xóm, các tổ chức chính trị xã hội, các y bác sĩ giỏi tận tình chăm sóc cứu chữa, thấp do tuổi cao bệnh trọng, cụ không qua khỏi, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 23:15 ngày 27/7/2022, tức ngày 29/6/Nhâm Dần, cụ hưởng thượng thọ. Độ tuổi của cụ chưa lây nhiễm 99 năm sống trên trần thế, với bao khó khăn vất vả, bao biến cố của lịch sử nước nhà, nay cụ không còn nữa. Giờ đây trước hương án tiền có đông đủ các con, các cháu của cụ cùng dòng họ nội, họ ngoại, bà con thân bằng, cố hữu gần xa, gia đình thông gia, liên gia, bà con làng bên xã bạn, và đặc biệt có đông đủ cán bộ và nhân dân thôn Thống Nhất trẻ chịu về đây, dẫu biết quy luật của tạo hóa, sinh hữu hạn tử bất kỳ, sinh cư tử tán nữ tình là đây. Giờ đây chỉ biết cúi đầu để một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Như phút mặc niệm bắt đầu. Trước tiên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tang lễ địa phương thôn Thống Nhất và cùng toàn thể đoàn cán bộ phụ trách các ban ngành, chi ngành của thôn và cùng tất cả bà con thôn Thống Nhất, cùng họ hàng nội ngoại, thông gia liên gia hôm nay đã trở về sân tang cùng các cán bộ địa phương làm lễ di quan và đưa cụ và mẹ của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Được phép thay mặt gia đình tang chủ một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà trong thôn và xã. Và sau khi cụ tôi được mồ yên mả ấm, gia đình anh em chúng tôi chân thành mời các cụ, các ông, các bà trở về gia tang để anh em con cháu chúng tôi có lời cảm tạ. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể hội tang. Bây giờ đã đến giờ làm lễ tiễn đưa cụ Hoàng Thị Thêm về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang phân công cụ Hoàng Hữu Nghị là đánh xanh, cụ Hoàng Văn Côn và đánh mạnh, số còn lại anh em thân nhân chúng ta là không là chúng ta là ta.
giờ thiêng liêng đã đến. Tiếng lệnh di quan đã vang lên, làm đau xót lòng người. Thế là từ nay, cụ đã rời xa máy ấm, xa đoàn thể quê hương, xa con cháu họ Mạc nội ngoại, xa các bậc thông gia, liên gia, bạn hữu gần xa, với ngàn thương nỗi nhớ, tiễn người đi bằng cả tấm lòng, nghĩa tình của quê hương. Cỗ xe tang từ từ lăn bánh, đi theo dòng người, khăn xô tang trắng trên đầu. Khăn bao nhiêu sợi đau lòng bấy nhiêu, tiễn người về nơi ấy, về với Tây Phương Cực Lạc. Hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc vang động cả làng quê, làm rung động lòng người. Tiết tấu trầm hùng cởi mở, thiết tha lưu luyến lắng đọng con tim. Linh xa rước ảnh lung linh, hương trầm khói tỏa cờ tang dập trời. Xe hoa như nói nên lời, tiễn bà về với đất trời quê hương. Sau xe là cả niềm thương nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn, tiễn biệt người, trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn, nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Nên khi bà đi xa,
tình làng nghĩa xóm đối với Tam Quyến như một nhà thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Thank you.
Thank you.
dịch đi tiên đây. Không, 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 không